xong chưa? Chưa. Cái này nó xong rồi. Quá, nóng em về. Gọi đi quả cam mình ăn đi. Vâng. Em phát cái này cho lại rồi. Anh vắt bằng này đủ chưa? Vừa, bằng này chắc là đủ làm cái bể đấy. Thế em đi còn quả. Cần to. Nghỉ tay ăn miếng cam rồi làm đi. Anh rửa tay đã. Rất nhiều lắm rồi. Ăn ngon thế. Ăn miếng cam rồi làm thế. Làm ngon nhỉ. Mệt quá. Mệt cái bao này nặng. Ăn lúc ăn miếng cam nghỉ ngơi tí xong rồi thì đào tách nước ra, ngăn nước ra xong rồi mới xây được. Sắp đến giờ đi đón con gái chứ. Tí nữa mới đi. Ăn một miếng nữa thôi nhỉ. Chua. Ăn miếng ngon miếng chua. Ngon lắm. Anh bắt đầu làm đấy. Vào cất xong em đáp phụ anh. Em lấy con dao ra để phát nó được kia xong rồi thì anh cắt cái bao xi măng này với. Vâng. Ui. Nặng thật, thế rồi. Thế này được. Ui. Xong rồi. Xong rồi. Ông nhặt cái gạch này để kia để tí nữa. Để kia. Để kia. Anh có cần xô sang nước không? Một tí đã. Một tí đã. Mình lấy cái vòng kia được. Ừ, để đây đi.
tới hết ra rồi. Xếp cho nó vào. Lấy hết đống gạch này ra kia anh. Lấy chỉ cần phải ta cần một tuấn. Chưa? Sẽ đảo một lần nữa, đảo một lần nữa, nước chưa được. Anh dùng cuốc không? Anh dùng cuốc. Lấy cái xô đấy đi. Con mèo. Ồ. Nha nha. Em lấy cuốc với cả lấy cái gáo gì ra mình múc cái này vứt hết đi sao mới xây được. Lấy cái cuốc nữa. Thank you.
chưa? Chưa, đến đây. Không thu nước em lấy để ra đây nhé. Hãy cho anh một cái gạch với. Cho anh cục gạch nhé. Để cho em cố chỉnh ra hai cơ. Lấy gạch cho anh đi. Cái này hết thì em đi xúc cho anh nhé. Ơi khô một tí em đảo lại. Em nhặt gạch để đây xong là anh làm em đi đón con gái nhé. Là gạch gần gần anh vào nhé. Nhặt gần gần anh. Để anh đỡ phải ghế cho. Anh làm nhé, em đi mặc quần áo không em đi đón con gái rồi. Anh làm một mình được.
anh làm nhá. Ừ. Hai mẹ con đi đón con gái về nhanh nhá. Gì đấy?
đi về. Ngày mai thứ bảy rồi mà cô. Thứ hai đi học. À vâng. Không khóc à? Đi về thôi. Đi về thôi. Nóng không? Ngoan không? Không khóc nhè đâu phải không? Hả? Con ốm rồi hả? Không ốm đâu, để mẹ sốt xem nào. Ồ, sốt nhẹ rồi đấy. Ăn bún xong là uống thuốc nhá. Ừ. Mẹ đi nhóm bếp đun nước để nấu bún này nhá. Nhân đi lấy cái bật lửa cho mẹ nào. Nhớ ơi. Ờ, để đây mẹ bổ cái này đốt. Chết mình thôi.
ăn bún đi. Ừ, em rửa nốt cái xẻng đi. Ăn bún thôi con ơi. Cùng cũng xong rồi. Đói quá. Chín rồi. Ăn cơm đi con gái. Ăn bún đi. Về đây. Ăn bún đi con gái ơi. Đi. Mẹ lấy cái này ra xong mẹ cho con mèo ăn đấy. Mẹ lấy cái bát tí gái xuống thì em chăm con mèo đấy. Này, xuống ăn bún đi con. Ăn bún. Hai. Con đi cô vậy. Mèo đói rồi. Cứ chín rồi vậy. Chứ. Ô có mang ớt à? Có mà anh ăn thì lấy đi. Ừ, em thổi cái này cho mèo nó nóng quá. Ăn đi nhá. Ơ không được ăn à? Anh à, ăn đi. Lấy mang ớt ạ. Giỏ dưới đây mà. Giỏ dưới đây mà. Sao cô mẹ muốn nó to rồi? Tha tu sao lúc tập kìa. Đấy, ăn bún thôi. Ôi, làm một ngày tối trời mới xong. Ôi, mang ớt ngon quá. Có tia sau kế nè. Chắc lên đá đi. Ui, chua cay chua cay. Ăn ăn cay ít thôi đau dạ dày đấy. Ngon. Ăn ít rồi. Ăn ít thôi. Đau dạ dày đấy. Ngon lắm. Này mẹ mất thịt cơ mà. Ăn bún thôi nhỉ. Ăn bún nhỉ. Này có mì mà. Cũng ăn cùng không? Con gái ăn thịt này, mất tệ quá. Vừa chua vừa cay ngon. Con mèo ăn no đấy. Con lấy ăn. Ăn thịt đi. Ăn thịt đi.